Xin chào tất cả các bạn, mình là Handmade Việt đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc lót ly bằng vải ghép nhé. Với những mảnh vải vụn rất là nhỏ, nhưng chúng mình có thể tạo ra được những sản phẩm rất là xinh xắn và đáng yêu. Bây giờ chúng mình bắt tay vào làm nhé. Nguyên vật liệu để làm ra chiếc lót ly như lúc nãy mình giới thiệu bao gồm có phôi lục giác bằng giấy. Phôi lục giác này mình làm cạnh 1,5cm. Vải các bạn cắt thành hình vuông làm sao mà có thể để bao trọn được cái phôi này. Mình sẽ cắt theo cạnh này, các bạn có thể cắt theo cạnh cũng được, có thể để nguyên hình vuông cũng được nhé. Cắt theo cạnh này thì nó sẽ đẹp hơn mà nó không bị cộm vải nhiều. Còn lười thì các bạn có thể để nguyên cũng được, không sao nhé. Một bông hoa như thế này thì cần có 7 cái miếng lục giác như thế nhé. Một miếng nhụy thì mình có thể làm màu khác cho nó nổi. Đấy. Đây là vải mặt chính này, mình sẽ áp lên như này. Nót ly này thì mình để cạnh hình vuông là 15cm nhé. Một miếng bông này, bông mếch này, kích thước to hơn một chút, và một mảnh vải lót. Bây giờ chúng mình bắt tay vào làm nhé. Bây giờ chúng mình bắt đầu bọc vải và phôi nhé. Chúng mình đặt cái phôi lục giác vào trong mặt trái của vải như này này, sau đó các bạn gập mép. Đâm xuyên qua vải và giấy để giữ cố định một đầu nhé. Đấy, gấp tiếp đến cạnh thứ hai. Cạnh thứ hai thì không cần phải đâm xuyên qua nữa. Đây gọi như là bước khâu lược á. Khâu giữ cố định luôn á. Gấp tiếp cạnh thứ ba này. Các bạn làm lần lượt thế cho hết 6 cạnh nhé. Các bạn làm 6 miếng như thế này và một miếng lại để làm nhụy hoa nhé. Sau khi bọc xong cánh hoa và nhụy hoa như này thì các bạn bắt đầu ghép nhé, ghép các cạnh vào bằng cách dạng như là không đấu chỉ mé ở đây này. Đến cánh thứ hai này, cánh thứ hai sẽ ghép vào như thế này, ghép hai cái này trước. Tiếp tục khâu như cánh thứ nhất nhé.
tiếp tục với cánh thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 nhé. Sau khi mà các bạn khâu các cánh vào thì các bạn lại khâu tiếp hai cái cánh vào với nhau. Các bạn khâu hai cánh vào nhau bằng cách như thế này. Khâu như lúc nãy mình khâu từ cánh vào ấy thôi nhé. Sau khi mà ghép các cánh hoa vào thì chúng mình sẽ được một sản phẩm như thế này nhé. Các bạn lột hết những giấy ở trong ra, có thể lấy mũi kéo đấy, bỏ hết giấy ra nhé. Các cả chỉ mình khâu bọc lúc nãy mà. Rồi bây giờ chúng mình sẽ lại áp tiếp, áp tiếp bông hoa này này lên trên cái mặt chính, cái mảnh vải lót ly, căn làm sao cho mà cái cạnh này nó sẽ cân đối với cả cái mảnh vải này. Sau đấy chúng mình ghim lại nhé, lấy kim ghim lại. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu khâu ghép cái này lại nhé. Các bạn có thể khâu dấu chỉ cho nó đẹp, khâu như khâu áp ấy. Đấy các bạn cứ thế nhé, khâu xung quanh bông hoa này để cho hoa nó gắn vào vải nhé. Ngoài cách khâu áp thì các bạn cũng có thể máy như này nhé, máy thần là sáp. Mình lười là mình cũng hay may này cho nhanh nhé, vẫn xinh. Các bạn nhớ may mí thôi nhé, mí nhỏ thì sẽ đẹp, nó không bị lộ. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng đường zig zag. Nếu các bạn mà sử dụng máy gia đình ấy, các bạn có thể sử dụng đường zig zag, cũng mũi chỉ nhỏ nhỏ thôi thì sẽ xinh, tại vì sản phẩm của mình bé, mình để mũi chỉ nhỏ thôi. Sau khi các bạn may áp xong bông hoa vào mặt vải chính của lót ly ấy, thì chúng mình bắt đầu tiến hành trần bông nhé. Trần bông thì chúng mình cắt thêm một miếng vải lót. Rồi bây giờ ghép ba lớp vào nhau này, mình bắt đầu ghim cố định. Ghim xong thì mình kẻ đường trần nhé. Mình kẻ theo đường cánh hoa. Các bạn có thể trần tay hoặc trần máy. Mình sẽ trần theo cái đường cánh hoa ở bên ngoài này các bạn, theo đúng đường mình vẽ đấy, với cả thêm một cái đường ở xung quanh cái nhị hoa này nữa này. Đấy. Giờ chúng mình bắt đầu trần nhé. Để đường trần không bị lộ thì các bạn nhớ chọn chỉ trần cùng màu với cả màu vải lót nhé. Và nhớ chọn đường mũi chỉ thưa ra.
Sau khi các bạn trần xong này, nó sẽ nổi bông hoa lên xinh lắm. Mặt sau cũng rất là xinh. Bây giờ chúng mình sẽ cắt những cái phần vải thừa với bông thừa này đi nhé, để chúng mình viền. Sau khi trần xong thì các bạn sẽ cắt một miếng vải viền có chiều rộng là 5 phân. Các bạn nhớ cắt xéo vải nhé. Mình bắt đầu viền này. Tới cái mép này các bạn để cách lại một phân nhé, để mình gập mép. Khi mà chừa lại một phân này thì các bạn bắt đầu quay cái tấm lót ra đây, sau đó các bạn gấp mép thành hình tam giác như này. Đấy, các bạn gấp thành hình tam giác vuông như thế này nhé. Các bạn làm tiếp với các cạnh sau nhé, hai cạnh sau các bạn làm tương tự như thế. Giờ mình đang viền đến mặt sau. Sau khi mà các bạn khâu viền xong hết thì đến đoạn nối này thì lát mình sẽ nối sau này. Giờ mình tiếp tục viền nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn hoàn thiện một chiếc lót ly từ vải ghép. Chúc các bạn thành công nhé. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi các video hướng dẫn tiếp theo của chúng mình nhé. Bye bye.